Chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau làm món bánh rán. Trước hết, các bạn hãy cùng tôi, chúng ta chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết để làm món bánh rán. Nguyên liệu gồm có bột mì, đường, đậu xanh và dầu rán. Đầu tiên, chúng ta cho bột vào bát. Sau đó, ta đổ nước vào bột. Các bạn lưu ý, không đổ nhiều nước một lúc, mà chúng ta đổ nước từ từ, rồi ngoáy đều cho đến khi thấy bột đủ độ dẻo. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng làm nhân bánh. Đậu xanh, các bạn đổ chín rồi rã nhuyễn, trộn với đường. Sau đó, chúng ta nắm thành những nắm thật nhỏ như thế này. Nào các bạn, bây giờ chúng ta hãy cùng nặn những chiếc bánh rán nhé. Chừa cho dầu trong chảo sôi, chúng ta thả bánh vào, để nhỏ lửa, vừa đủ để bánh chín vàng. Nếu muốn bánh có hương vị thơm ngon hơn, chúng ta rắc một ít vừng lên bánh. Bây giờ, chúng ta đã có những chiếc bánh trông thật hấp dẫn. Chà, thơm ngon quá. Chúc các bạn thành công và sẽ có những chiếc bánh rán thật thơm và ngon. Được quá, các bạn mình phải làm thử ngay mới được. Đến công đoạn nào rồi nhỉ? Tiếp theo là cho dầu vào chảo. La 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 la. Xong. Hấp. Mùi gì thơm thế nhỉ? La 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 la. Thành công rồi. Ôi tuyệt quá, mình phải thử ngay mới được. La 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 da 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 da. Không hiểu là chiếc bánh biến đi đâu mất ấy nhỉ? Chắc chỉ ở gần đây thôi. Thủ phạm đây rồi. Hehehehe.
Mỗi cái xích đu mà cứ nhạng dị cả lên. Thế cậu có định chơi xích đu không đấy? Cái trò rửa éc đó đầy chá thèm. Chúng mình đi thôi. Chúng mình chơi trò này sẽ thích lắm đấy. Được rồi, chơi đi, chơi đi. Tốt rồi đấy. Được rồi, chúng ta cùng chơi thôi. Yeah.
Kệ cậu đi, mình cứ đu đi. Vui quá. Đi thôi. Vừa nói đến chặt thêm mà. Cơ mà. Chàng lưu xấu tính rồi. À, chúng ta giả vờ như không biết, phải cho luôn một bài học mới được. Yên tâm, vũ khí của tớ đây. Da 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 di da, da 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 di da, da 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 di da. Bắt đầu nhé. Lẽ chúng nó sửa lại rồi à? Bun ơi!
Có chuyện gì thế Lu? Đi siêu thị tương lai với tớ không? Hay quá, tớ cũng đang định đi siêu thị đây. Nhanh lên, kẻo không mua được đồ khuyến mại đâu. Rộng thật đấy. Xem nào. Tuyệt thật cậu ạ. Đây là cái gì vậy? Đi tiếp thôi Bun ơi. Cậu suốt ngày chỉ có cà rốt. Đi thôi. Lên thôi. Cho tớ. Gì thế này? Mau lên. Ôi ơi. Ôi ơi. Mùi gì thơm thế nhỉ? Bun, sao cậu ăn một mình thế này? Lùi ra. Sao thế này? Bun! Máy hỏng à?
Đẹp thật. Chà, một ngày đẹp trời. Chào bạn Lu, bạn cho mình xin chữ ký được không? Bạn ký vào đây. Quá đơn giản. Thành tích là thói quen của mình mà. Này, mình và bạn đi ăn kem. Hả? Có được không? Mình bận rồi, mình không đi đâu. Mình dài lắm, để mai mình ký tiếp cho bạn nhé. Mình là Bun, hẹn mai gặp lại. Bye bye. Hôm nào Bun rảnh vậy? Bạn làm mình mất mặt quá. Câu nhảy là của mình. Mình nghĩ sân tập này là của chung. Ai tập cũng được mà. Muốn ai tập cũng được không? Này. Tập này. Tập này.
Cảm ơn các bạn đã cổ vũ cho mình.